Việt Hưng, Chevrolet vẫn đang là Chevrolet. Việt Hưng, Văn Toàn, chỉ còn một mình Văn Toàn. Sút bóng. Một loạt những tình huống tranh chấp, 5 ăn 5 thua. Tình huống mà Đình Trọng đã trượt chân, không va chạm với ai, nhưng đang bị đau trên sân Pleiku. Tất nhiên là với những hình ảnh như thế này thì các cổ động viên của bóng đá Việt Nam sẽ cảm thấy hết sức lo ngại. Đây là tình huống mà Đình Trọng đã bị trượt trụ, một phần bởi mặt sân Pleiku đã trở nên trơn trượt sau cơn mưa. Khá đáng tiếc nếu như Trần Đình Trọng gặp phải chấn thương ở tình huống này và không thể tiếp tục trận đấu nữa. Cái ôm mặt của Trần Đình Trọng thì mà có vẻ như là anh đã gặp một chấn thương ở đầu gối. Tình huống va chạm với Chevrolet và sau đó dẫm chân trụ xuống mặt sân Pleiku và tự ngã. Đây mới chỉ là trận đấu trở lại của Trần Đình Trọng sau án phạt treo giò. Và trước mắt còn là đợt tập trung của đội tuyển quốc gia vào ngày mai. Thành Trung là người đang khởi động. Thành Trung cũng là cầu thủ được triệu tập vào đội tuyển U23 Việt Nam. Rất nhiều người hâm mộ bóng đá Việt Nam đang lo ngại cho chấn thương của một